Xin chào các bạn. Hôm nay đại lý Villacera Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái mẫu bồn cầu thông minh tự động đóng mở nắp của Villacera mang mã hiệu là V91. Thì bồn cầu này có chức năng tự động mở nắp. Đây là tôi đang đứng trước nó thì nó sẽ tự động mở nắp ra khi mà nhìn thấy. Và cái cầu bồn cầu này á, thì nó có cái thiết kế là bồn cầu tự động xả nước, tự động đóng mở nắp và sử dụng thuận tiện với các chức năng sản phẩm có thể điều khiển với bảng điều khiển từ xa. Đây là cái bên trong của lòng bồn cầu nè. Thì bên trong bồn cầu thì nó thiết kế với công nghệ là xả xoáy kết hợp với lỗ sifon jet ở bên dưới, giúp xả nó mạnh hơn và nó thể đẩy chất bẩn nó dễ dàng hơn. Và chức năng rửa của cái bồn cầu này thì nó có đầy đủ các chức năng rửa sử dụng qua remote. Thì nó có chức năng rửa trước, rửa sau, rửa massage. Đây là cái bảng điều khiển của nó đó. Thì có các chức năng sấy khô, sưởi ấm bệ ngồi. Và cái bảng điều khiển này các bạn có thể gắn lên như thế này. Đây là cái nút xả của nó nè. Thì nó có hai chế độ xả là xả 6 lít và xả 4,5 lít. Thì chế độ xả này thì các bạn thể tự nhấn, hoặc là có thể là khi các bạn đứng lên đó, thì bồn cầu nó sẽ tự xả nước cho các bạn. Thì bồn cầu này sử dụng là công nghệ men, là công nghệ men nano nung kháng khuẩn. Với cái nếu mà các bạn sử dụng mà bồn cầu này á, nếu mà dưới 25 giây á, thì nó sẽ xả 3 lít nước. Còn khi các bạn ngồi mà nó sử dụng trên 25 giây thì nó sẽ xả 6 lít nước. Đó là cách tự động. Và sử dụng nguồn điện là điện 220V sử dụng bình thường. Đó. Và vào ban đêm á, thì nó có thêm cái chức năng là đèn tự động phát sáng vào ban đêm để có thể khi mà chúng ta đi vệ sinh vào ban đêm có thể thấy cái bồn cầu nó dễ hơn. Đó. Chúng ta cứ gần lại gần nó với khoảng cách tận tầm 2 bước chân thì nó sẽ tự thấy chúng ta và tự mở nắp lên. Đây là cái bên trong của bạn điều khiển. Đây cái đèn nó đang sáng, tức là nó đang hoạt động. Và sản phẩm này thì chúng tôi đang cắm điện nó vào. Và mẫu này á, thì nó ngoài các chức năng mà tôi nói ra thì nó còn có cái điểm mà có thể hay hơn những cái chuỗi thương hiệu khác. Đó chính là cái mà tự cảm nhận được cái mức xả nước cho người dùng đó. Và cái hệ thống cảm biến tự động đó thì nó giúp chúng ta là có thể làm chủ động hơn trong vấn đề tiết kiệm nước. Và cái vòi rửa này cũng là một vòi rửa đa năng, với cái đầu vòi được khử trùng bằng tia UV sau mỗi lần sử dụng, nó có thể diệt khuẩn lên tới 99% đó. Và hiện tại thì mẫu này thì đang được bán tại đại lý Villacera Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua sản phẩm này có thể liên hệ vào số điện thoại hotline bên dưới, hoặc là truy cập vào website tdm.vn đặt hàng trực tuyến. Chúng tôi sẽ liên hệ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.